đây ngày 21 tháng 5 2020, Đài Tiếng Nói Vì Dân cùng đồng hành Chúa Trương Yến thực hiện với dân on ba miền chúng tôi đi đòi công lý, đòi đất, đòi nhà, đòi tự do, dân được làm chủ. Rồi tự do quyền, dân được quyền làm chủ. Trời ơi, rồi kìa, anh đi kìa. Quay mặt đi vô, quay mặt đi vô. Quay tôi quay lên giùm đi. Đây là dân ông bà miền chúng tôi đi đổi công lý, đổi đất, đổi nhà. Đổi đất, đổi nhà, đổi tự do, dân được quyền làm chủ. Coi nó không ấy là mình cứ ra giữa đường cái là mình đi. Giữa đường là mình đi. Để cho dân phải khổ như vậy. Góp quốc hội. Họp quốc hội để làm gì? Họp quốc hội để làm bao nhiêu? Bao nhiêu? Bao nhiêu? Để bao che cho các tỉnh để góp đất phân lô bắt nền. Mà làm ngơ. Bà kiếm nhân bà làm chủ tịch quốc hội mà bà làm ngơ. Họp quốc hội để bao nhiêu? Chủ tịch tỉnh Đồng Nai quá tham nhũng luôn. Gọi là tham nhũng luôn. Mà bà làm ngơ. Gia đình tôi đi hàng năm, hàng tháng, hàng ngày. Mà bà làm ngơ. Thưa gia đình chúng tôi phải ra lập lề đường ở. Hiện giờ mấy bà hả? Corona dịch bà, Corona 19 mấy bà còn chui trốn. Chui trốn nổi, mấy bà còn có nhà mát máy lạnh mấy bà ở, còn gia đình chúng tôi phải nằm thử cái trống, thử trống, thử bụi. Đêm hôm thì đổ bê tông, làm có nhà biệt thự, nhà cao cửa rộng ở. Cái xem thường một người dân chúng tôi bị mất đất. Đối đầu chủ tịch tỉnh hôm nay xử bắn đi. Nhân dân chúng tôi nạp quyền hạn để cấp đất, cấp nhà gia đình tôi để phân lô bán nền. Đầu đường xá chợ. Như vậy là bà Kim Ngân. Bà Kim Ngân, bà, bà Kim Ngân, bà đành đạn. Bà là người chủ tịch quốc hội mà bà đành đạn hả bà Kim Ngân? Chúng tôi xin cậy Đồng Nai quá tham nhũng.
ông chúng tôi đi về đâu. Đúng rồi, bà, ông Nguyễn Phú Trọng ông Nguyễn Phú Trọng nhân dân chúng tôi đi về đâu? Ông là người lãnh tụ đất nước. Ông là người lãnh tụ đất nước mà nhân dân chúng tôi đi về đâu? Hỏi ông Nguyễn Phú Trọng. Mà chức vụ nghề nghiệp của đi xe bus thì cho tài xế cho lương người dân chỉ để theo dõi người dân chúng tôi chụp mà tại sao ông Nguyễn Phú Trọng ông không có thực như hiện như vậy là chống tham nhũng trong ông đấy ông quá tham nhũng lôi đầu chủ tịch tỉnh ông nói xử phạt đi giật mất cái thằng tham nhũng mà đâu trả tất cả là nhà là cho dân là dân chúng tôi bình phân nhân dân chúng tôi kêu gọi cái tên ông bao chi tham nhũng lợi dụng chức vụ quyền hạn để có đất có nhà của gia đình chúng tôi để phân vô bán thân thực hiện lời nói của chủ tịch nước tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chống tham nhũng không có vùng cấm yêu cầu tổng bí thư chủ tịch nước xử lý bọn ăn cơm đi trả lại quyền và danh dự cho người tố cáo lấy lại danh dự cho đảng và nhà nước yêu cầu tổng bí thư xử lý những thằng ăn cướp này đi ủy viên trung ương đảng đi ủy viên trung ương đảng ăn cướp đi và chúng nó lại đi phục vụ cái bọn tham nhũng chúng đi phục vụ cái bọn tham nhũng thì đi giám sát chúng tôi đi thường xuyên đi theo dõi những người dân oan những người dân này họ đi đi rồi giờ chúng tôi mất đất mất nhà mất tài sản rất là mệt các bạn nhà đòi quyền lợi đòi đất đòi nhà đòi tài sản chúng ta mình chúng tôi mất cuộc sống của bao nhiêu người còn mỗi tôi cũng là một con người mà tại sao chúng tôi phải ra đầu này được hả chủ tịch tỉnh đồng nai tham nhũng mà chủ tịch chính là tập lên lợi dụng chức vụ quyền hạn để cướp đất cướp nhà của bà Trương Thị Quý để đi phân lô bán nền mà chủ tịch quốc hội bà Kim Ngân để làm ngơ 20 năm nay vừa nóng vừa oi vừa lạnh vừa rét chúng tôi cùng đi đòi quyền lợi đi tới nhà các ngài gõ cửa đi tới các quan kia đi tới các cơ quan kia mà các ngài làm ngơ để cho gia đình chúng tôi bình ổn dạ nam nhân cùng cuộc chiến tham nhơ chống tham nhũng ba chủ tịch quốc hội Kim Ngân ơi, chủ tịch tỉnh Đồng Nai.
Chủ tịch Quốc hội Kim Ngân ơi, tại sao bà làm ngơ đi bà Kim Ngân ơi? Bà bao che dung dưỡng cái tỉnh Bình Định. Bà bao che cái tỉnh Bình Định để cướp đất cướp nhà dân chúng tôi. Cướp đất cướp nhà nhà liệt sĩ. Bà chỉ đạo cướp đất cướp nhà nhà Việt Nam anh hùng, mẹ Việt Nam anh hùng. Bà Ngân chỉ đạo cướp đất cướp nhà những người theo đảng cộng sản ba đời. Hỏi bà Ngân, bà chỉ đạo những kẻ bà cướp đất cướp nhà đi theo cộng sản, bà không đành đặng bà chỉ đạo cướp đất hả bà Ngân? Bà Ngân, bà họp quốc hội làm chi? Không có gọi quân bi hè. Đứng đây, đứng đây, không có xe hết, đứng đây xe chết cũng được, chặn xe luôn, chặn xe luôn, không có đứng là nó xe xe chết hết, chặn xe cán bộ luôn, bây giờ cán bộ không đi vô đây, chặn xe cán bộ lại luôn, nhảy lên đầu xe luôn, quyền để ra mà ngăn cản người dân nhé, không thông cảm một người dân bao nhiêu năm nay rồi, bao nhiêu năm nay rồi. Bao nhiêu năm nay dân chúng tôi rồi hả? Bao nhiêu năm nào đã có cho đây như vậy? Đấy, đối tượng đấy, đàn áp để đàn áp nhân dân chúng tôi đấy. Đại công an thuê đầu gấu đàn áp dân. Đại công an thuê đầu gấu đàn áp dân. Đại công an thuê đầu gấu đàn áp dân. Toàn là đòi đưa này kẻ tham nhũng. Nhân dân chúng tôi là coi mất nhà, đơn tố cáo là đúng, là không bao giờ giải quyết. Hỏi bà Ngân còn ngồi cái ghế làm chi bà Ngân? Ông Phú Trọng, ông làm cái ghế ông ngồi làm gì? Ông Nguyễn Phú Trọng, ông để nhân dân chúng tôi vậy? Không có lên. Ông làm mấy gói giờ ông Phú Trọng hả? Ông Nguyễn Phú Trọng cầm điện thoại. Ta hồn bây giờ là Nguyễn Phú Trọng. Nguyễn Phú Trọng, ông làm được cái làm gì? Yêu cầu đó trả đất cho dân. Yêu cầu dân thổ Việt Nam trả đất cho dân. Toàn là đồ con toàn là đưa đồ ăn bày ra đàn áp dân chúng tôi nữa. Yêu cầu thủ tướng chính phủ Việt Nam trả đất cho dân. Nào, cứ luôn lên đi nào. Đá đạo tham nhũng. Đá đạo tham nhũng. Đã đạo tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bao che tham nhũng. Đã đạo tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bao che các tỉnh ăn cướp. Đã đạo tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bật đèn xanh để các tỉnh đi cướp đất của dân. Đã đạo Nguyễn Phú Trọng bật đèn xanh để các tỉnh đi cướp đất của dân. Đánh bao nhiêu đấy? Bao nhiêu đấy là nó đàn áp nhân dân chúng tôi đây. Bà con ơi, ơi. Bắt đất bắt nhà như chúng ta không? Không. Để chúng ta cùng nhau đi đòi đất đòi nhà đòi quyền lợi bà con ơi. Vậy mà đi, vậy mà đi, vậy mà đi hai đồng bào ơi. Ta chiến thắng không bao giờ thắng bại, dân nên khôn khôn khổ một lần. Vậy mà đi, vậy mà đi, vậy mà đi hai đồng bào ơi. Đức tiếc nữa càng chạy, bao nhiêu năm qua dân ta sống ngoài đường. Vậy mà đi, vậy mà đi, vậy mà đi hai đồng.
vậy mà đây núi sông đang chờ, vậy mà đi, vậy mà đi, vậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Bao nhiêu năm qua dân ta sống không nhà, bao nhiêu năm qua dân ta sống ngoài đường, vậy mà đi, vậy mà đi, vậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Vậy mà đi, vậy mà đi, vậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Đừng tiếc nữa càng chi khóc mãi, vậy mà đi biển đông đang chờ, vậy mà đi, vậy mà đi, vậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Bao nhiêu năm qua dân ta sống ngoài đường, bao nhiêu năm qua dân ta sống không nhà, vậy mà đi, vậy mà đi, vậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Anh có thể viết cho anh ở tỉnh nào không? Tỉnh Giang, 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 Long Giang. Tôi là ở Cao Thành, tỉnh Tiền Giang. Tỉnh Tiền Giang, vâng. Ở đây rất là đông bà con ở tỉnh Tiền Giang, vâng. Bác ở đâu ạ? Tiền Giang. Tiền Giang. Tiền Giang. Tiền Giang. Tiền Giang. Tiền Giang. Tôi đường 18A Quảng Ninh đây. Vâng. Ở đây 18A Quảng Ninh đấy. Ở đây Tiền Giang. Vâng. Ở đây là các bác ở Tiền Giang. Bác ra đây lâu chưa? Mới có 20 năm. Bác đi 15 năm rồi ạ. Các bạn, theo luật tố cáo này, theo như luật tố cáo
của hiện hành của nước Việt Nam thì khi nhận được đơn trong thời hạn 10 ngày, người giải quyết phải kiểm tra xác minh và quyết định thụ lý hay không, đồng thời thông báo cho người tố cáo biết xác minh nội dung tố cáo. Người được giao xác minh nội dung tố cáo thì phải thu thập thông tin tài liệu có thể được ghi chép thành viên văn bản được lưu giữ trong hồ sơ vụ việc. Việc giải trừ của người bị tố cáo phải được lập thành biên bản có chữ ký của người xác minh và người bị tố cáo, tiến hành các biện pháp kiểm tra xác minh thu thập chứng cứ và áp dụng các biện pháp để ngăn chặn chấm dứt hành vi vi phạm. Vâng, và nghĩa vụ của người người bị hại và tố cáo là phải bảo đảm khách quan, trung thực, đúng pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật, bồi thường, bồi hoàn thiệt hại do hành vi trái pháp luật của người gây ra. Thưa quý vị các bạn, đấy là xin lần đầu tăng tư kết thúc.